Chào mừng các bạn đã đến với channel và cụ thể là đến với sàn đấu hiệu năng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc tỉ thí rất không cân sức giữa một bên là Redmi Note 2 và một bên lại là Redmi Note 3. Một sản phẩm đời sau, giá cao hơn, vỏ nhôm cao cấp và vân tay thì xịn khỏi nói. Tuy nhiên thì vấn đề ở đây là Redmi Note 3 có tới 2 phiên bản 16GB và 32GB với hai mức dung lượng RAM khác nhau là 2GB và 3GB. Mình đã cố tình chọn phiên bản Redmi Note 3 có mức dung lượng RAM là 2GB và như thế là chúng ta sẽ có hai chiếc điện thoại với cấu hình y hệt nhau, cùng là Helio X10 và cùng 2GB RAM. Chúng ta hãy cùng xem ai Redmi Note 2 hay là 3 mang lại hiệu năng tốt hơn. Đầu tiên thì mình sẽ cho cả hai máy tắt nguồn và sau đó thì sẽ bật lại. Và như vậy là chiếc Redmi Note 2 của chúng ta rất bất ngờ đã khởi động nhanh hơn so với lại Redmi Note 3. Đây sẽ là bất ngờ đầu tiên của bài so sánh ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng chờ xem còn có những bất ngờ nào khác hay không. Rồi, như vậy là cả hai chiếc máy đã đều sẵn sàng cho cuộc tỉ thí. Mình cũng xin lưu ý với các bạn là cả hai chiếc máy mình đã để chế độ hiệu suất cao rồi. Và như vậy là cả hai chiếc máy sẽ có được một cái hiệu năng tốt nhất cho cuộc tỉ thí của ngày hôm nay. Ở phân tích đầu tiên thì chúng ta sẽ có tốc độ mở máy ảnh. 3, 2, 1. Và như vậy là Redmi Note 3 đã nhanh hơn so với lại Redmi Note 2 ở cái khoản mở camera. Chúng ta sẽ cùng thử lại một lần nữa. 3, 2, 1. Wow, lần này thì khác biệt là không nhiều, gần như là cái máy khởi động lên cùng lúc. Thử lại 3, 2, 1. Như vậy là lại một lần nữa thì cái máy đã khởi động camera lên cùng một lúc. Như vậy là chúng ta đã có thể kết luận là cái máy có tốc độ mở camera là như nhau. Chúng ta sẽ cùng xem tốc độ chụp ảnh thì sao. Đấy, lần này thì thậm chí là Redmi Note 2 còn nhanh hơn. Vâng, như vậy là các bạn có thể thấy là cái máy đều có tốc độ chụp ảnh rất nhanh. Rất khó để có thể phân biệt được chiếc máy nào chụp ảnh nhanh hơn. Và mình xin phép được đưa ra một kết quả như thế này. Cái máy sẽ cùng hòa nhau ở phần thi camera. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần thi tiếp theo. Tốc độ đọc và ghi của bộ nhớ trong. Và mình đã chuẩn bị cho cái máy một file có mức dung lượng là độ 500MB. Và bây giờ nhiệm vụ của cái máy sẽ là copy 2 file này ra ngoài cùng với trong. Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1. Các bạn đang thấy Redmi Note. Wow, như vậy là Redmi Note 2 nhanh hơn các bạn ạ. Chúng ta có Redmi Note 2 tốc độ copy có những lúc lên tới hơn 40 MB/s, trong khi đó thì Redmi Note 3 tốc độ chỉ dừng lại ở 25 MB/s và thôi. Và như vậy là Redmi Note 2 đã chính thức nhanh hơn so với Redmi Note 3 trong trường hợp này. Hiện tại thì Redmi Note 3 vẫn đang phải copy file. Và như vậy là chúng ta đã có thể kết luận rất bất ngờ, đó là Redmi Note 2 có tốc độ đọc và ghi của bộ trong nhanh hơn so với Redmi Note 3. Có thể là ở phiên bản 16GB và RAM 2GB của Redmi Note 3 thì Xiaomi đã sử dụng một cái bộ nhớ trong có tốc độ kém hơn. Hôm sau thì mình sẽ thực hiện so sánh giữa Redmi Note 3 phiên bản 2GB RAM và 3GB RAM để xem có sự khác biệt nào về tốc độ bộ nhớ trong giữa hai phiên bản này hay không. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiến đến phần thi rất là quan trọng, đó là phần thi tốc độ load game. Game đầu tiên, Temple Run 2. Redmi Note 2 nhanh hơn một tí rồi. Chúng ta sẽ cùng chờ xem, rất bất ngờ. Và như vậy là Redmi Note 2 của chúng ta đã nhanh hơn so với Redmi Note 3 ở phần thi load Temple Run 2. Một kết quả thực sự là rất bất ngờ. Mình đang rất bất ngờ với kết quả của cái bài so sánh hiệu năng từ nãy đến giờ. Thử một game tiếp theo nha, Subway Surfer thì sao? Redmi Note 2 lại một lần nữa load đi nhanh hơn. Có lẽ nào? Và lại một lần nữa Redmi Note 2 vào game trước so với lại Redmi Note 3. Một kết quả hết sức bất ngờ. Hiện tại thì cái máy chỉ có mỗi duy nhất trò Subway Surfer được mở lên. Và dung lượng RAM của Redmi Note 2 thì chống nhiều hơn so với Redmi Note 3, 893 so với lại 815. Mình sẽ để nguyên cái Subway Surfer này và mở tiếp tựa game Advan 8. Lần này thì có vẻ rất nhanh chóng. Như vậy là Redmi Note 2 đã vào được game. Đến đây thì mình đã phải đưa ra kết luận, mặc dù không muốn một chút nào, Redmi Note 2 hoàn toàn vượt qua Redmi Note 3 ở phần thi tốc độ load game. Đến đây thì Redmi Note 3 chỉ còn một cơ hội cuối cùng để có thể lội ngược dòng, đó là phần thi tổng hợp của chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Tuy nhiên thì bây giờ thì mình sẽ khởi động lại cả hai chiếc máy để cho chúng ta có được một kết quả công bằng nhất.
chia sẻ một chút là mình luôn luôn thực hiện restart máy trước khi thực hiện phần thi tổng hợp, cũng như là trước khi so sánh hiệu năng của bất cứ chiếc máy nào. Tuy nhiên thì thường là cái công đoạn restart máy thì nó tốn rất là nhiều thời gian, cho nên là editor bên mình cắt bỏ cái phần này, gây hiểu lầm cho một số bạn. Hy vọng là các bạn hiểu lòng mình. Và như vậy là chúng ta đã có kết quả của phần thi tổng hợp. Redmi Note 2 là một lần nữa vượt mặt Redmi Note 3 khi mà nó hoàn thành phần thi tổng hợp với thời gian ngắn hơn. Một điểm cộng nữa đó là Redmi Note 2 không phải reload ứng dụng Subway Surfer. Trong khi đó thì với Redmi Note 3 nó đã phải reload lại tất cả các ứng dụng. Đến đây thì đã có thể kết luận là Redmi Note 2 hoàn toàn đánh bại được Redmi Note 3 phiên bản RAM 2GB ở trong bài so sánh hiệu năng ngày hôm nay. Một kết quả hết sức bất ngờ phải không? Bạn có nghĩ ra được một cái lý do nào đó giải thích phù hợp cho sự khác biệt này hay không? Thì xin mời comment và chúng ta sẽ cùng thảo luận. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.